Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là mình đây. Và hôm nay mình sẽ tô màu cho bức tranh bông hoa mọi người nhé. Mọi người hãy cùng theo chân mình tô cho bức tranh này nhé. Let's go. Đầu tiên là cành, mình sẽ tô bằng màu nâu. Chưa. Lên đường nữa nhé. Đi đường đường nữa. Và lá mình sẽ tô bằng màu xanh nhẹ mọi người. Và hoa mình sẽ tô bằng màu vàng các bạn nhé. Chưa mở ra cũng được mà nóng. Thả dẹp không phải có cái lâu chứ, dư đang bẩn không? Mình sẽ cái này ra cho bằng. Đây tôi không ra được.
Và bức tranh hoa của mình đã hoàn thành mọi người nhé. Mọi người hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.